Các bạn thân mến, đây là sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu ở vòng đấu thứ 18 giữa hai câu lạc bộ Sài Gòn và Đông Á Thanh Hóa. Ở trận đấu này họ chơi với đội hình gồm có số 36 thủ môn Phạm Văn Phong, số 14 Nguyễn Văn Đạt, số 18 Trần Mạnh Cường, số 19 Đỗ Merlo, số 21 Nicolas Olsen. Họ đã thắng đối thủ đến từ miền Nam Trung Bộ với tỷ số 2-1 sau khi đã dẫn trước 2 bàn. Như vậy là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sài Gòn và Đông Á Thanh Hóa đã được bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu thì đội chủ nhà Sài Gòn trong những chiếc áo màu xanh ở phần sân phía tay phải nha các bạn. Và lúc này thì dẫn dắt đội bóng Đông Á Thanh Hóa vẫn là trợ lý huấn luyện viên Svetislav Tanasievic. Quả đá phạt của Đàm Tiến Dũng, Phạm Văn Phong đã xử lý chính xác. Đánh đầu khá nguy hiểm, cú lắc đầu là của Paulo Pinto và người đã tiếp cận ở cự ly tương đối gần chính là Gustavo Costa. Người thực hiện cú đánh đầu là Paulo Pinto, chính xác là như thế chứ không phải là Gustavo Santos. Thực ra thì trong một cái tên dài dằng dặc của những người Brazil thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy những cụm từ giống hệt nhau. Đội chủ nhà đang tăng tốc và tạo ra được những pha kết nối khá chất lượng. Pha băng lên vừa rồi là của Huỳnh Tấn Tài. Minh Tùng là người đã có mặt, có thể nói là chính xác. Gustavo Costa, Văn Thắng đưa bóng vào tầm thấp. Bóng đã chạm tay của trung vệ Rodrigo Nanitalamio. Rất có thể là sẽ có cách nhìn khác của các trọng tài với tình huống tranh chấp vừa rồi. Bóng đã chạm tay của Rodrigo sau khi đã có động tác tranh chấp bóng. Dù là những tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ Sài Gòn nhưng Văn Triền có xu hướng đá thấp hơn. Pha xử lý không quá phức tạp đối với thủ môn Thanh Diệp. Đó là cú đá của Nguyễn Văn Đạt. Anh sẽ cần phải di chuyển rộng hơn. Khá nguy hiểm. Chúng ta vừa nói đến tình huống bóng bổng. Đỗ Merlo vừa bỏ lỡ một cơ hội. Cái cách mà Văn Đạt và Đỗ Merlo cùng di chuyển để đón bóng là khá hay. Tình huống di chuyển của Văn Đạt đã khiến cho Gustavo Santos, trung vệ cao lớn của Đông Á Thanh Hóa, không thể phát huy được tầm cao của mình. Khá nguy hiểm. Cú đá thẳng của Đàm Tiến Dũng. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý nguy hiểm của Đàm Tiến Dũng. Rudiger và Phạm Văn Phong đều cố gắng tham gia vào tình huống cản phá. Sẽ là một mục tiêu. Phạm Văn Phong một lần nữa lại phải can thiệp. Và thủ môn của đội chủ nhà Phạm Văn Phong đã phải làm việc rất vất vả với những tình huống chống bóng bổng. Khá nguy hiểm. Lần này người giải nguy là Đỗ Merlo. Qua người dứt điểm. Cú đá đã chạm chân một hậu vệ của câu lạc bộ Sài Gòn và đi cao hơn so với khung thành của thủ môn Phạm Văn Phong. Người chạm bóng cuối cùng là Liễu Quang Vinh. Đỗ Merlo
Bello đã ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài New Zealand nói không với một quả penalty. Chúng ta cùng xem lại pha chơi bóng ở trung lộ của đội chủ nhà Sài Gòn. Đã có một tình huống tranh chấp của Gustavo Santos, nhưng có lẽ cú quăng chân của Gustavo Santos không chạm vào người của đội Melo. Gustavo Costa, Thành Long dứt điểm chân trái, tỷ số là 1-0 cho Đồng Hóa Thanh Hóa. Pha xử lý xuất sắc bằng chân trái của Lê Phạm Thành Long. Bàn thắng đầu tiên của Lê Phạm Thanh Long ở V-League 2022. Đây là người đã từng để lại dấu ấn trong màu áo của câu lạc bộ Hải Phòng tại V-League với những cú sút xa. Và khi chuyển về chơi cho Đông Á Thanh Hóa thì vai trò trụ cột với việc dẫn dắt lối chơi của Lê Phạm Thanh Long được khẳng định rõ rệt hơn. Nhưng phải lúc nào Lê Phạm Thanh Long cũng có cơ hội để thực hiện những pha xử lý sở trường như thế này. Cú đá rất khôn khéo bằng chân trái, với lực không quá căng nhưng đủ hiểm hóc, đã giúp cho Lê Phạm Thành Long đánh bại được thủ môn Phạm Văn Phong để đem đến bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng áo vàng. Gustavo Costa, Văn Thắng đánh đầu, Quốc Vương không vào. Rất đáng tiếc và thật sự là rất khó hiểu là trong tình vừa rồi tại sao bàn thắng không tới với cầu thủ áo vàng. Cú đánh đầu của Paulo Pinto ở cự ly khoảng 7m rất thuận lợi, nhưng bóng vấp phải sự truy cản của thủ môn Phạm Văn Phong, và khi mà Quốc Phương đá bồi thì mọi chuyện cũng là hết sức thuận lợi, nhưng bàn thắng cũng vẫn không tới. Quốc Phương đã rất cố gắng để ghim trái bóng vào trong khuôn khổ khung thành của đối thủ, nhưng cuối cùng thì trái bóng vẫn đi cao hơn so với khung thành của thủ môn Phạm Văn Phong. Cú đá từ quá xa của Vieira. Rudiger, khá nguy hiểm. Một tình huống có thể nói là khá bất ngờ của đội chủ nhà Sài Gòn khi mà trung vệ Rudiger đột nhiên xuất hiện ở phía trên, và Liễu Quang Vinh chơi chẳng khác gì một tiền đạo. Không phải, đó là Olsen chứ không phải là Liễu Quang Vinh. Và số 21 của câu lạc bộ Sài Gòn một lần nữa lại khiến mọi người phải nhắc đến mình bằng một pha xử lý có sự khôn khéo. Rất may cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa trong tình huống vừa rồi khi mà Thanh Diệp đã chơi hay. Cú sút không qua được hàng rào của Hữu Sơn. Quả penalty. Trọng tài Ngô Duy Lân đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Vieira và Thanh Diệp. Không vào, không vào. Một cơ hội rõ ràng đến như tình huống vừa rồi mà Sài Gòn vẫn không thể có bàn thắng, Vieira vẫn không thể dứt điểm thành công, thì quả thật mọi chuyện đã ở mức độ có thể nói là cực kỳ khó khăn với Sài Gòn. Cú đá của Vieira rõ ràng là tệ, vì lực sút không phải là vấn đề ở câu chuyện trong tình huống này. Quả phạt góc thứ tư kể từ đầu trận của câu lạc bộ Sài Gòn. Pha dứt điểm của Vieira. Vậy là trận đấu đã khép lại với phần thắng 1-0 nghiêng về phía Đông Á Thanh Hóa. Trận thắng thứ 7 của Đông Á Thanh Hóa ở mùa giải năm nay, và là trận thắng đầu tiên của họ trên sân khách.